Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một tuần mới làm việc thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn ạ, trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay thì tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc hạng C, chiếc xe sedan ạ. Đó chính là chiếc xe Kia K3. Thưa với quý vị và các bạn, ở phiên bản Kia K3 nó có hai phiên bản quý vị và bạn nhé. Một là phiên bản 1.6 và hai là cái phiên bản 2.0. Thì hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe Kia ở cái phiên bản 2.0. Khác với cái phiên bản 1.6 thì cái phiên bản 2.0 này là Kia cũng đã trang bị cho cái K3 này là full option rồi, đầy đủ rồi, từ khóa thông minh cho đến nội thất da, ghế điện, nhớ ghế, cửa nóc, đèn pha bi xenon, rồi đèn led, đèn gầm, gương gập điện, đầy đủ hết cả option rồi. Và đây thưa với quý vị bạn đã có cả cửa nóc rồi quý vị bạn nhé, đã có đầy đủ cả cửa nóc rồi này, gương xin lỗi quý vị bạn, gương chiếu hậu là gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương, gương gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương này, đèn pha bi xenon, đây là cái cụm đèn pha bi xenon này. Trong đó cụm đèn pha này nó đã có cả đèn giải đèn led đây ạ. Đây là cái giải đèn led nó bao quanh cái đèn pha này. Đây là cái giải đèn led này, đèn pha bi xê lông này. Bên dưới là có cả cụm đèn gầm rồi. Nhìn về cái phần mặt ca lăng này thì rất là thể thao ạ, phù hợp với rất nhiều thanh niên ạ. Thanh niên thì thích những cái dòng này. Còn những các bác mà trung tuổi trở lên rồi thì lại cũng là cái phân khúc C sedan thì lại thích những dòng Atit cơ. Còn là những thanh niên trẻ thì lại thích cái thiết kế của Kia K3 này. Thứ nhất là vừa thể thao vừa option lại nhiều. Đây nhìn về cái ba đời sốc sau thì quý vị các bạn thấy luôn đấy ạ, cái phiên bản 2.0 ạ. Đây là cái phiên bản 2.0 này. Đấy. Đã được trang bị đầy đủ từ cảm biến lùi này. Đây là camera lùi quý vị và bạn ạ. Đây là camera lùi này. Bên dưới là cảm biến lùi này. Đấy. Camera lùi, cảm biến lùi, đuôi gió sau này. Đây là cái đuôi gió sau này. Và cái cụm đèn hậu là cụm đèn full led. Đấy, đây là cái cụm đèn hậu full led hết đấy quý vị và bạn nhé. Nếu như mà chúng ta ban đêm hoặc là trời nó âm u mà chúng ta bật đèn lên thì là nhìn cái cụm đèn này nó rất là đẹp đấy ạ. Đấy, đây là cái phần tôi giới thiệu qua về cái phần option. Giới thiệu đến đâu thì tôi sẽ giới thiệu option đến đó. Và thưa với quý vị các bạn, chiếc xe này thì chủ xe cũng đã lắp thêm cũng rất là nhiều đồ. Đấy, đầu tiên là quý vị các bạn thấy đây ạ, bên ngoài, nhìn qua về bên ngoài thì chúng ta đã thấy được chủ xe đã lắp thêm cảm biến áp suất lốp này. Đây là cái van cảm biến áp suất lốp quý vị các bạn nhé, cả bốn bánh. Đấy. Cả bốn bánh đều có van cảm biến áp suất lốp này. Đây là cái bộ cảm biến áp suất lốp rất là xịn, cho nên là nó bằng kim loại như này nhá, chứ nó khác với những cái bộ cảm biến áp suất lốp bình thường là nó không có cái bằng kim loại này đâu, nó bằng nhựa. Đấy. Và cái dàn lốp này thì quý vị bạn thấy đấy ạ, chiếc xe lăn bánh được hơn 4 vạn rưỡi rồi và đã được chủ xe vừa mới thay lên một cái dàn lốp này mới tinh, vừa mới thay năm 2020 đấy ạ. Đấy. Cả một cái dàn lốp này vừa mới thay xong đấy quý vị bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2014, đăng ký năm 2015. Đấy, cho nên là đến cái thời điểm này là cũng phải thay lốp rồi. Có khả năng là theo như quy định của nhà sản xuất thì một dàn lốp chạy được khoảng 5 vạn km hoặc là 5 năm, trong 5 năm hoặc 5 vạn km thì chiếc xe này cũng đã đến cái thời điểm mà phải thay. Chủ xe cũng đã thay dàn lốp rồi. Cho nên quý vị và các bạn có thể yên tâm để sử dụng chiếc xe này. Đấy, đây là cái phần van cảm biến áp suất lốp đấy ạ. Cả dàn lốp này chủ xe mới thay cả dàn này và van cảm biến này độ luôn này. Và tuy nhiên thì chiếc xe này chúng tôi mua về thì nó cũng đã mất cái ốp trục đây rồi quý vị bạn nhé, mất thêm 2 cái ốp trục sau này đều mất rồi. Thì chiều nay thì tôi sẽ đi tôi mua lại cái 2 cái ốp trục sau này. Đấy. Chiếc xe thì rất là đẹp rồi. Thưa với quý vị và các bạn, ngay cái lúc này đây thì thời tiết này có vẻ bắt đầu chuyển sang mưa phùn rồi, cho nên là tôi cũng tranh thủ quay nhanh nên nó sắp mưa. Thì có khả năng mưa to là tôi lại không giới thiệu được cho quý vị các bạn, cho nên là tôi sẽ tranh thủ nhanh để quay giới thiệu luôn cho quý vị các bạn đây ạ. Ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Đây là cái phần nội thất của chiếc xe này. Đầu tiên thì chúng ta mở cái cánh cửa bên lái này ra để xem cái sự khác biệt giữa phiên bản 2.0 và cái phiên bản 1.6 nó như thế nào nhé. Thưa với quý vị và các bạn, ở cái phiên bản 2.0 này
thì Kia cũng đã trang bị chiếc K3 này là full option rồi, từ nội thất ra này. Nội thất da cơ bản là đã có nội thất da rồi, 1.6 có nội thất da, nhưng mà là cái phiên bản ghế điện cơ. Đây này, có cả ghế điện này và nhớ ghế này. Nhớ ghế hai vị trí nhá. Phiên bản 1.6 thì không có nhớ ghế đâu. Gương xi nhan tích hợp trên gương và gương gập điện. Đây là cái cụm điều chỉnh này, gương gập điện này, gương điện. Đấy, và cái táp bi cửa đây ạ. Keo chỉ đây ạ. Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn xem về cái phần này. Keo chỉ này, đây là cái cánh cửa bên lái này. Đây là cái phần keo chỉ này. Đấy. Ốc bản lề này. Đấy. Còn rất là đẹp đấy, nội thất da này. Vô lăng tích hợp các phím điều khiển này. Cruise control. Sau đây thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau này ra, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn này. Táp bi cửa phía sau bên phụ ạ. Từ keo chỉ cũng còn nguyên này. Keo chỉ còn nguyên. Nội thất đây, đây là cái phần nội thất da đấy ạ. Và cái phần hàng ghế cho người ngồi phía sau này cũng đã được trang bị cửa gió điều hòa. Đây là cái cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau ạ. Đấy, đây là cái cửa gió điều hòa quý vị các bạn nhé. Đấy, và option thì đây, tôi sẽ bật xe được trang bị là khóa thông minh, đề nổ start top, đây là cái nút bấm start top này. Đấy, ghế điện khi nào bấm cái là được ghế nó lại lên, rất là hay. Cái ở cái phiên bản này có nhớ ghế đấy ạ. Và chiếc xe đã được trang bị này phím điều khiển âm thanh trên vô lăng này, tích hợp các phím điều khiển này, cruise control này. Đấy, những cái chức năng này thì chúng ta chạy đường trường thì mới rất là thích ạ. Cruise control. Và chiếc xe đã lăn bánh được 4.5 km rồi đây quý vị các bạn ạ. 4.5 km rồi nhá. Đấy. Táp bi, táp lô đều rất là đẹp này. Điều hòa tự động hai vùng độc lập này. Đấy. Cảm biến lùi này. Đấy. Và đặc biệt là chủ xe đã lắp thêm cái màn hình Android này quý vị các bạn này. Đấy. Android này, rất nhiều các tính năng từ YouTube cho đến bản đồ này, rồi radio này, các thiết bị luôn. Đấy, các chức năng. Và cái đầu Android này rất là xịn quý vị các bạn ạ. Tích hợp với cả camera hành trình đây này. Camera hành trình nằm ở trên đây. Đấy, cái mắt camera hành trình bé xíu này, như nó sẽ bắt vào cái đầu Android này để xem cái phần camera hành trình để quý vị và các bạn sử dụng ạ. Đấy. Và đây là cái phần cốp sau quý vị và các bạn nhé. Đây là cái phần cốp sau này. Đấy, ốc cốp sau cũng còn nguyên bản này. Keo chỉ nguyên bản luôn này. Đấy, đây là cái phần cốp sau này. Cốp sau của những chiếc xe sedan hạng C thì nó rất là dài và rất là rộng rồi, cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm để đồ. Đấy. Đây là cái phần cốp sau. Và đây là cái phần cửa sau bên phụ quý vị các bạn nhé. Cửa sau bên phụ này. Từ keo chỉ này. Keo chỉ còn nguyên này. Cho nên táp bi cửa này. Keo chỉ còn nguyên. Táp bi cửa này. Nội thất da ở cái phần ghế ngồi phía sau này. Rất là đẹp rồi. Và sau đây là cái phần táp bi cửa trước bên phụ ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Đấy, nội thất thì rất là đẹp. Thưa với quý vị và các bạn, ngoại thất thì rất là đẹp rồi, nội thất cũng tương đối là đẹp. Bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe. Đây, thưa với quý vị và các bạn, xe cũng đã được trang bị động cơ DOHC 2.0 lít. Và đây là cái phần động cơ, tôi sẽ mở cái nắp máy này ra cho quý vị và bạn xem về cái phần động cơ đã này. Đầu tiên là xem về cái ốc này, ốc mặt máy này, còn nguyên bản đấy ạ. Và còn rất là mới luôn, rất là đẹp.
ốc chân máy này cũng còn nguyên ạ. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn về cái động cơ này là thứ nhất là không bị tai nạn, không bị ngập nước, không làm lại máy, máy móc còn nguyên hết đấy ạ. Đấy, máy móc còn nguyên ạ. Không những nó còn nguyên và còn rất là đẹp đấy ạ. Vừa rồi thì tôi cũng đã lau qua đi cái phần máy bên trên này để đem ra đây quay cho quý vị và bạn. Còn những cái phần bên dưới này thì tôi cũng không dọn dẹp được kỹ đâu, tôi mới chỉ dọn dẹp qua loa thôi, đem ra quay cho quý vị để giới thiệu cho quý vị và các bạn xem cái đã. Còn những cái phần nó khuất khuất ở bên trong nó hơi bẩn, đấy là tôi lau bên ngoài thôi. Và đây là cái phần ốc cabo đây này, thưa với quý vị và bạn ạ. Ốc cabo này còn nguyên này, keo chỉ còn nguyên này. Đấy, từ ốc cabo nguyên này, keo chỉ còn nguyên bản hết này. Đấy, còn nguyên hết. Từ ốc xương, ốc tai này, ốc xương đầu này còn nguyên bản hết đấy ạ. Tất cả còn rất là đẹp. Đấy, vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia K3 2.0 2015, thưa với quý vị bạn, chiếc xe này là sản xuất năm 2014, đăng ký năm 2015, đăng ký tên tư nhân. Đấy, thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia K3 2.0 ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Một lần nữa tôi cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang đăng bán với giá là 456 triệu đồng. Giá này thì chúng tôi cũng sẽ có bớt cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn có những chiếc xe để đi Tết ạ. Đấy, và trong cái thời điểm Tết sắp hết này, năm sắp hết, Tết sắp đến rồi, cho nên là tôi cũng muốn bán nhanh, thu hồi vốn nhanh. Còn quý vị và các bạn lại cũng muốn có xe đi Tết, cho nên là quý vị bạn nào mà thực sự kết chiếc xe này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Trời đang bắt đầu mưa nặng hạt rồi, xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. We'll be right back.